BKAV tung loạt ảnh chụp bằng BPhone giá rẻ, còn mạnh dạn so sánh chụp ngang với máy ảnh full frame. Trong tháng 12 này, BKAV sẽ tung ra 3 model BPhone thuộc dòng A gồm BPhone A40, BPhone A50 và BPhone A60 thuộc phân khúc giá rẻ ở tầm trung. Trước đó, CEO BKAV từng tuyên bố mặc dù BPhone dòng A có mức giá rẻ nhưng sẽ thừa hưởng nhiều ưu điểm từ những chiếc BPhone dòng B ở phân khúc cận cao cấp. Thời gian gần đây, CEO và nhiều nhân viên BKAV đã chia sẻ những bức ảnh chụp bằng BPhone dòng A nhằm phô diễn sức mạnh của dòng máy này. Trước đó, ông Nguyễn Tử Quảng tự tin khẳng định rằng BPhone giá rẻ có thể cho ra những bức ảnh thiếu sáng, thường chỉ có trên các smartphone cao cấp. Một nhân viên BKAV mới đây còn tự tin so sánh khả năng chụp ảnh của BPhone A40 với một chiếc máy ảnh full frame chuyên nghiệp của Sony trên nhóm BPhone Fan Club. Test góc rộng của điện thoại BPhone A40 và máy ảnh Sony A7 ưng cái góc rộng này quá, anh chị em đặt móng cùng hóng nhé. Chụp ảnh góc siêu rộng là một tính năng không còn mới trên điện thoại, thế nhưng BKAV lại đứng ngoài trào lưu này. Thay vì trang bị camera góc siêu rộng chuyên biệt, BKAV lại mang đến cho BPhone B86 giải pháp bằng phần mềm. Rõ ràng, việc dùng phần mềm để chụp ảnh góc siêu rộng sẽ không thể cho ra những kết quả tốt như camera chuyên dụng. Thế nhưng, điều này vẫn cho phép CEO BKAV có thể đưa ra tuyên bố hai camera của BPhone tương đương 5 camera của các hãng khác khi quảng cáo về camera của BPhone B86. Xét về công năng, nhận định này có phần chính xác, thế nhưng xét về chất lượng có lẽ cần phải xem xét lại.